Năm 32 tuổi, những cầu thủ hàng đầu thế giới đã và đang làm gì? Ở tuổi 32 của mình, huyền thoại Man United Wayne Rooney đã bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp trong màu áo của Everton. Dù cho vẫn có những khoảnh khắc mang đậm dấu ấn thiên tài, nhưng Rooney vẫn phải chấp nhận cơ thể anh đã không còn đủ sức thi đấu đỉnh cao nữa. Ở tuổi 32 của mình, David Silva vẫn là một tài sản quý giá với Man City, nhưng chỉ ở khía cạnh kinh nghiệm và khả năng điều tiết lối chơi, chứ không còn khả năng thường xuyên tung ra những đường chuyền chết chóc như 10 năm trước nữa. Ở tuổi 32 của mình, Pedro khiến người ta quên đi rằng anh đã từng là một chân sút khiến cả lục địa già sợ hãi đến như thế nào. 32 là cái tuổi mà hầu hết những cầu thủ hàng đầu thế giới đã phải đầu hàng trước thời gian. Nhưng Einstein từng nói, thời gian thì chỉ là tương đối, và có một người đang chứng minh bộ não vĩ đại nhất thế kỷ 20 đã nói đúng. Jamie Vardy đã trải qua một hành trình tuyệt vời, đã giành lấy danh hiệu ngoại hạng Anh cùng đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong tất cả những nhà cựu vương ở giải đấu này. Anh ấy hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, nhưng ở tuổi 32, anh ấy vẫn luôn khao khát, vẫn không ngừng nỗ lực để cải thiện bản thân. Điều đó thật tuyệt vời. Với pha lập công vào lưới Newcastle ngày hôm qua, Vardy trở thành cầu thủ đầu tiên của giải ngoại hạng mùa này cán mốc 10 bàn thắng. Nhìn rộng ra, kể từ ngày ông Brendan Rodgers lên nắm quyền, không có bất cứ cầu thủ nào tại Premier League ghi được nhiều bàn hơn Jamie Vardy, kể cả những vua phá lưới mùa trước như Salah, Mane hay Aubameyang. Có một con số mà bạn cần lưu ý, đó là Vardy chỉ mất trung bình 30,4 lần chạm bóng trước khi ghi được một bàn thắng. Đó là hiệu số tốt hơn bất cứ chân sút hàng đầu nào, cho thấy tính hiệu quả được đặt lên tối đa trong từng quyết định xử lý của chân sút người Anh này. Anh ấy không phải là một mẫu tiền đạo lùi sâu tham gia triển khai lối chơi như Roberto Firmino. Jamie Vardy luôn giữ vị trí ở khu vực trung lộ, chờ những đồng đội khác làm bóng cho anh ấy. Nhận bóng ở khu vực giữa hành lang phòng ngự của đối thủ, thứ duy nhất mà người ta có thể đánh giá về anh ấy là qua những bàn thắng. Những tháng ngày làm công nhân có lẽ đã giúp cho Vardy duy trì được thể trạng cho đến tận ngày nay. Anh vẫn luôn là người đến sân tập của Leicester sớm nhất. Chế độ dinh dưỡng và tập luyện nghiêm ngặt giúp Vardy vẫn duy trì được tốc độ đáng kinh ngạc của mình. Nhưng quan trọng hơn cả, những tháng ngày làm công nhân đã giúp Vardy hiểu được tầm quan trọng của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù đã giành được ngoại hạng Anh, danh hiệu mà những huyền thoại giải đấu này như Gerrard hay Alonso cũng chẳng thể có được, nhưng tiền đạo người Anh vẫn không cho phép bản thân ngơi nghỉ mà vẫn tiếp tục khám phá những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình. Nếu so sánh Leicester là một đoàn tàu, Vardy vẫn là mũi nhọn để thuyền trưởng Rodgers tự tin lái con tàu ấy phá tan bất cứ tảng băng nào trên đại dương. Nếu so sánh Leicester như một bầy cáo, thì Vardy vẫn là chú cáo đầu đàn, giúp họ săn đuổi bất cứ con mồi nào, và tất cả được Vardy thực hiện ở tuổi 32.